Ừ, cái, ừ, cái Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Một hai câu thôi. Y hai câu thôi chính là chị ấy dạy đấy. 就是他教的 Người Hà Nội đại bộ phận đều. Hớn bộ phận đâu. Nhất định khác rồi đúng không? Ý định đã là bạn bè. Gọi đồ. Tiền tung chỉ. Mình thường đến tiệm này đọc sách, tự học. Tôi thường đến tiệm này đọc sách, tự học. có hợp khẩu vị của bạn hay không? Hợp bù hợp nì được khấu Vừa ăn cơm chưa? Căng trừ ngủ phản. Mở công ty. Khai công sư. Phát triển tốt lắm đấy. Phát triển tốt lắm đấy.

练习讲中文 từ lúc vừa bắt đầu đã học như vậy rồi。从已开始就这样学了。chỉ cần只要 chỉ từ ngữ chuyên ngành。 Doanh nghiệp từ ngữ. Không cần vội, từ từ thôi. Bố dùng chí, mãi mãi lái. Không ít từ ngữ chuyên ngành. xảo doanh nghiệp Đến người bản địa. 连本地人，命又骚。我明白。